Ly giận mà thì cũng Su à, con tắm chưa? Tắm hồi nào? Tắm hồi nào? Ai cuộn tóc đẹp quá vậy? Ai cuộn tóc? Ai cuộn tóc đẹp quá vậy? Ai cuộn tóc cho con ạ? Ai cuộn tóc? Ai cuộn tóc đây? Su. Su. Su à. Ai cuộn tóc cho Su? Trời ơi, bữa nay đi cầu thang kéo đeo rồi ta. Con dép vô. Con dép vô. Còn chiếc nữa đâu, còn chiếc nữa đâu, còn chiếc của con đâu. Giống vậy á. Rồi điện thoại cho mẹ nữa hả? Hồi hôm thì mẹ với ba nó dưới rồi, sáng mẹ ba nó về này đi làm rồi. Chiều qua về dưới chiều thứ bảy. Có gì dưới thì gần hơn. Sáng mấy cây số, tự nhiên cũng gần hơn. Rồi hồi sáng thì đâu giờ 10 giờ. Sáng mấy cây số, đi tiếp một tới. Chúng cái mặt vô các bạn. Nó leo xuống đó. Đó, leo xuống. Còn những con này là nằm dưới là cái nó chỉ còn nhũ. Còn những thằng gì? Còn Vũ thằng Nam, Phượng thằng Nam. Không có đứa nào học chung đứa nào chơi học riêng. Thằng Nhân thằng gì? Còn Phượng thằng Nam. Lên nó làm gì? Lên nó làm gì? Miễn ơn một gói là 3.000. Nó kể gì đó? Thằng Nhân cũng tội nghiệp.